xịt nè, nó có màu đen nha nè, xịt nó có màu rất là đen nè, xịt nó đen nha nè, rồi nước nó loạn cọn dưới trời lắm. Anh coi có cái sản phẩm nào mà giúp cho em xử lý cái này, nước thì nó loạn cọn rồi xịt nó đen mà chỗ nào cũng đen hết chứ. Anh có sản phẩm nào thì giúp cho em xử lý cái này nghe anh Tấn. Rồi 3 đến 5 ngày nó nè. Giờ nè là nó trắng vậy nè. Nè, không còn cái cúi đáy nữa, rồi cái sản phẩm rất là tốt. Rồi cảm ơn công ty Âu Mỹ. Rồi có những sản phẩm là rất là tốt, rồi cảm ơn anh Tấn. Con ở Bạc Liêu nha, mình tên Khoa, mình ở Giá Gai Bạc Liêu. Trước đây đầu vụ thì vuông mình có tình trạng là nó hôi và đáy rất là đen, rất là dơ. Tôm thì nó chết gãy gác, mình cũng mua nhiều loại vi sinh về sử dụng mà thấy không hiệu quả. Vô tình thì mình xem trên YouTube á, mình thấy có cái sản phẩm mà BZT của công ty Âu Mỹ á, thì mình mua về được sự hướng dẫn của anh Tấn á, bên công ty Âu Mỹ á, thì mà một gói BZT 100g với lại 1 kg gỉ mặt đường, 30 lít nước bỏ vào và sục khí trong vòng 6 tiếng thì mình làm theo, thì mình làm theo, mình đánh theo rồi mình thấy hiệu quả rõ rệt sau 3 đến 5 ngày sử dụng. Tắc bụng dao rất là sạch, không còn mùi hôi nữa. Để mình xuống móc sình cho anh em xem nha. Đây đá ao rất là sạch và trắng, không còn dơ nữa, trắng sâu tới dưới luôn nè. Rồi bà con nào mà vuông mà có tình trạng mà bị thúi đáy á, đáy đen vậy đó, tôm chết gãy gác á, thì liên hệ tới công ty Âu Mỹ hay là anh Tấn để được giúp đỡ nha. Rồi lời cuối cùng là xin cảm ơn công ty Âu Mỹ với anh Tấn đã giúp đỡ cho mình nha. Rồi xin chào bà con.